soldier. Yeah, let it go Southside. 71D, LND, and come here. What? Mặt chúng mày cao phím, tao vẫn thao tác bằng nút control. Wow. Tụi tao là hàng hiếm, trên người real rap chiếm hết phần mô. Wow. Phật hết tuổi làng điếm, tao rủ 71 công LNT. Wow. Nắm đầu điều binh khiển tướng, quán cơ chuyển hướng khi tụi tao mần show. Wow. Đưa phải tiếp nước để cho chuyện tông sống nè. Nhiều chuyện kiếp trước sắc cao huyền không giống à. Nhưng tao tiếp bước như ta chuyện bong bóng, hết khí ảo chạy tiền đem vào miền trong đóng. Cố chuyên đọc tất cả chuyện vật anh thanh ra. Hơn bài tới hàng tháng cả mà xung quanh ta. Tao phong biên lực suốt giữa banh mũ banh da. Phóng qua tôi thật thành thí nghiệm cùng giang hồ thanh đa. Và đã quá thích hay chỉ là quá khích, chúng chẳng phải banati idol bị đá đít. Rồi sashimi phải biết ăn cá chích, lù lách giữa bên dư luận tìm đường mà phá xích. Biết tài chính là tài chính, luôn đúng như dăm câu. Ngầm hai kính bản tính người thâm sâu. Giải bài tính bằng nhạc cửa năm châu. Không đơn giản đáp xài thính trên 19 chiếc dăm râu. Góc mặt bắt cầu nói thì mình tự sắp đặt tụi anh găm màu tối. Chủ yếu là sắp gặt làm chủ và thầu mối. Rắc mày hơn anh cái đầu nhưng là cái đầu gối. Bitch phổ cập thêm chút ít xã hội còn hạn chế. Hội đồng mày kết lít với tụi tao là dạng phế. Dùng rap và thiên hạ không gây họa nên lãng thế. Để sống thật với chính đạo chơi nhạc trước phải hoàn thuế. Đi trong Resident Evil tay phải cầm mic như T-shirt ego. Anh tài gom lại cho mày thấy quy mô. Vụ nổ như phản ứng oxy gặp hydro. Cho có tiếng còi hú kèm theo tiếng chi hô. Xung quanh điểm nóng anh em tao đi show. Và đây nếu phải là Valentino. Ready call sao xài tụi tao đi ghi vô. Nếu phải ngồi sau tên tao không cần đánh bóng. Tiết chế bản thân khi qua bao lần tính nóng. Như lần siêu rộng lắc lư theo phần đánh trống. Ngày càng lớn nhanh và mạnh dũng mãnh như là thánh sống. Xin mấy con beat này yes we can. Nghe nhạc hip hop respect chi fam. Thật thì khuyên tao sống dress the man. Vậy là bỏ hip hop chỉ bị sexy đen. Oh shit. Tao phải đi làm vội vàng kiếm sống. Không thấy đông tiền dễ dàng chiếm đóng. Thích cho màn hình và bàn phím nóng. Và muốn thấy nhạc rap nghe càng chính thống. Áo mà tiếp fly đi tôi anh em. Kêu thằng B-boy qua đây say men. Chơi tụi bia với khui luôn jam bang. Và không bị ảo tưởng mơ đi hay fam. Nếu còn sinh nay tự nhiên tự rap. Sống một đời trai thanh niên tự giác. Tiến lên bậc thang tự khiên tự vác. Và xây cái đam mê như kim tự tháp. Nếu cần nâng cao giá trị. Mấy thằng nâng bi giả tạo. Thế còn sao đi nói chuyện. Khi mày chuyên đi nói xạo. Tao nhất quyết không từ bỏ. Với cái tính ngông từ nhỏ. Sử dụng bên hông cù chỏ. Đánh mấy thằng ngu phù mỏ. Tao cố gắng cùng với đầu bài chấp cánh. Đốc nó lên ngọn lửa và lấp lánh. Hiếp ở bên tre cứ đến để gặp anh. Để con biến mượn đất chết. Để ta đất đất đất. Đi trong Resident Evil. Tay phải cầm mic như T-shirt ego. Anh tài gom lại cho mày thấy quy mô. Vụ nổ như phản ứng oxy gặp hydro. Cho có tiếng còi hú kèm theo tiếng chi hô. Xung quanh điểm nóng anh em tao đi show. Và đây nếu phải là Valentino. Ready call sao xài tụi tao đang ghi vô. Đây là nền móng là nơi mà tạo hóa cho ra nhà chính thống. Không dễ bị thất truyền. Nhạc tao là sống cho mấy thằng ảo đá bay lượn địa danh không cấm đầu về đất liền. Kính thưa thời sự thì rác rửa nhà báo coi chỉ phải trào máu như vậy là rất phiền. Xếp hàng vào máu có thử thằng nào láo. Tàu hóa thành tàu tháo chúng mày lập tức biến giết. Quên NT hay sao? The real MC tay đâu tay đâu. Thằng homie gửi demo cái tao check cái rồi chuyện tay nhau micro micro. Quack MC ở đầu vô live show. Hơi xích chó nè đeo vô đeo vô. Tao rap ú ớ như bị rồi mỏm. Thích màu mè tao đập cho banh như Lego. Tùng hồi những thứ quá tầm thường mà chỉ có cấp ba mê. Khác như một lũ chó lấy cướp mà đắp lên đê. Phép đắp bây giờ quán gặp chàng mới thấy là nghe là muốn đầu hàng. Thêm màu xanh màu đỏ màu vàng tao từng HKT. Mấy con chó mà có làm đường cũng được giá cho đi. Để làm cho tụi em nó nể thì đừng mang máy LG. Vậy tụi con phải chuối ngỡ cái trình độ bị thúi rỡ. Đem này thì dú sợ hay là sao bôi chê. Sao cho phi lê con thằng quát nó muốn làm gắt thì cứ lấy phép ra khỏi tầm mắt. Hay chơi câu chắc cái lấy tên tao mình để vô. Đừng nói mày đem phải thách tao bắt đầu hợp lý riêng và thách rồi. Mấy thằng mày đã đeo còn sát cái ác còn hơn cả bế đồ. Tụi mày tao sao sáng đi với cả thành công. Mà rap rề rề như là sao biển. Của tụi tao cấp tốc hơn cả thành long. Trong rush hour khi giờ cao điểm bitch. Như trong Resident Evil. Tay phải cầm mic như T-shirt ego. Anh tài gom lại cho mày thấy quy mô. Vụ nổ như phản ứng oxy gặp hydro. Cho có tiếng còi hú kèm theo tiếng chi hô. Xung quanh điểm nóng anh em tao đi show. Và đây nếu phải là Valentino. Ready call sao xài tụi tao đang ghi vô.